Cách đây ít ngày, vợ chồng Cường Đô La và Đàm Thu Trang khiến khán giả bàn tán trước động thái khóa phần bình luận ẩn các bài đăng trên trang mạng xã hội khi bà Như Loan bị bắt. Sau 5 năm về chung nhà, cặp đôi khiến dân tình ngưỡng mộ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Để duy trì hạnh phúc trong hôn nhân, trong một livestream cách đây chưa lâu, Đàm Thu Trang cũng chia sẻ về bí quyết của cô và Cường Đô La. Cô chia sẻ, đồng thời tiết lộ, trước khi quyết định sống chung với một người thì đối thoại rất quan trọng. Chúng ta phải có một thỏa thuận trước hôn nhân, nếu lấy nhau, có điều kiện thì nên ra ở riêng. Ra ở riêng là trải nghiệm, hai người cùng trải với nhau như cùng nấu ăn, cùng làm mọi thứ. Như vậy sẽ tự nhiên, khăng khít hơn, còn ở với bố mẹ chồng, mình sẽ không thể thoải mái được. Đồng thời, Đàm Thu Trang cũng nêu quan điểm rằng, trong tình yêu, cả hai phải tôn trọng lẫn nhau về suy nghĩ lẫn sở thích của đối phương. Chỉ khi ghi nhớ và thực hành được điều này, các cặp đôi mới thực sự có cuộc sống hôn nhân bền chặt, hạnh phúc. Những thông tin trên từng nhận được sự quan tâm của khán giả, ai nấy đều bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Cường Đô La và Đàm Thu Trang. Em cũng đồng ý với quan điểm của chị Trang, chỉ có tôn trọng và thấu hiểu nhau mới bền chặt. Em chưa lấy chồng, cơ mà theo dõi cặp đôi chị Trang bấy lâu thấy cũng có động lực hơn. Ngưỡng mộ cặp đôi này quá, 5 năm kết hôn mà vẫn như vợ chồng son vậy. Đàm Thu Trang và Cường Đô La kết hôn hồi tháng 7 năm 2019. Sau 5 năm về chung một nhà, cả hai có tổ ấm hạnh phúc, chào đón hai con lần lượt ra đời vào năm 2020 và 2023. Bên cạnh đó, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc, không ngại thể hiện tình cảm dành cho nhau trên các trang mạng xã hội khiến netizen ghen tị. Những ngày qua, khi mẹ Cường Đô La là bà Như Loan bị bắt, dân tình tò mò vai trò của vợ chồng Đàm Thu Trang ở Quốc Cường, Gia Lai. Theo đó, là con trai duy nhất của bà Nguyễn Thị Như Loan, Cường Đô La dĩ nhiên rất được xem trọng. Nam doanh nhân trẻ cũng từng là sếp ở Quốc Cường, Gia Lai. Báo cáo quản trị năm 2023 của Quốc Cường, Gia Lai ghi nhận, tính đến cuối năm 2023, bà Như Loan đang sở hữu hơn 101,92 triệu cổ phiếu Quốc Cường, Gia Lai, tương ứng 37,05% vốn điều lệ của Quốc Cường Gia Lai. Nhưng điều kỳ lạ là, nếu bà Như Loan là thế lực số 1 ở Quốc Cường Gia Lai thì các con của bà đều không nắm các vị trí trọng yếu trong ban lãnh đạo. Theo tìm hiểu, Nguyễn Quốc Cường, Cường Đô La, trước đây từng là phó tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị ở Quốc Cường Gia Lai. Nhưng năm 2018, Cường Đô La đã nộp đơn từ nhiệm và nhận quyết định miễn nhiệm cả hai chức vụ. Kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2018, Cường Đô La không còn giữ bất cứ chức vụ nào ở Quốc Cường Gia Lai. Thời điểm đó, vị thiếu gia phố núi nắm giữ 537.000 cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai, một con số vô cùng khiêm tốn. Tính theo mệnh giá cổ phiếu hiện tại của Quốc Cường Gia Lai là gần 5 tỷ đồng. Trong khi đó, Đàm Thu Trang, con dâu bà Nguyễn Thị Như Loan, hoàn toàn không có liên quan gì đến Quốc Cường Gia Lai, không sở hữu cổ phiếu nào. Trong số những người thân của bà Nguyễn Thị Như Loan, Cường Đô La là người sở hữu ít cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai nhất. Bởi lẽ, cô con gái Nguyễn Ngọc Huyền My nắm giữ đến 39,28 triệu cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai. Chồng của Huyền My doanh nhân Lầu Đức Huy là 10,5 triệu cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai, tương ứng khoảng 95 tỷ đồng. CEO Quốc Cường Gia Lai còn có 3 cô em gái. Trong số họ có bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết nắm giữ hơn 9,6 triệu đơn vị cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai, khoảng 88 tỷ đồng. Ba người em rể của bà Loan cũng không nằm ngoài cuộc. Ông em rể Lưu Đình Phát và Hồ Viết Mạnh có hàng triệu cổ phiếu với giá trị khoảng dưới 20 tỷ đồng. Tính tổng số cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Như Loan và những người liên quan tại Quốc Cường Gia Lai đạt khoảng 60,2% vốn điều lệ, tương ứng 1.500 tỷ đồng theo mệnh giá hiện tại của cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai.